là ngày 9 tháng 11 ha. Và ở Sài Gòn ở 27 và ngày 23 tháng 11 là nó nằm ở sân Hàng Đẩy ở Hà Nội. Mấy cái show kia mình còn handle được nếu nó có gì sự cố hay là gì đó, nhưng một cái show lớn này hơi khó. Nên là em nhờ mấy anh là kỹ giúp em mấy tất cả các khâu luôn. Biết rồi, sao không? Đưa dàn ngược ra sao cái gì? Em rất cần cái hành cung trên này có đèn là bởi vì... Để đứng ngay tách cực. Đúng rồi, sao đưa cái gì? 6 người đó. Anh giống như những người nhìn mình làm mưa đó. Mình làm mưa, mình thay và thải xuống dưới thì bây giờ mình để bác riêng mình đánh ra. Bắt đầu từ sáng ngày 3 đi. Rồi hết ngày 4, hết ngày 3, hết ngày 4, rồi đến ngày 5, chiều ngày 5 tụi em vô chạy cái đường dây. Mình đâu có thấy đâu, giờ nó có rớt hay không rớt đâu, anh chỉ cần ép không, sát vô và để cho kèo. Nó đang sợ là cái miếng nó có bị tụt ra không á. Và hãy xóa đi hết buồn đau, giống như những ngày rất tối tăm.
qua bài đó. Rồi chiến thắng luôn gì là khi đó thì anh tính lại chuyện đó luôn. Đừng.